Xin chào tất cả các bạn. Một tuần trôi qua thật mau và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình trò chuyện cuối tuần được phát sóng vào lúc 18:30 trên kênh Style TV do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và quý vị các bạn có thấy không? Ngày hôm nay tôi đã đến chương trình với một chiếc áo khoác rất là dày để có thể giữ ấm cho cơ thể. Vậy còn quý vị thì sao? Quý vị hãy nhớ mặc ấm khi ra đường để có thể giữ ấm cho cơ thể mình trong mùa đông lạnh giá như thế này nhé. Và bây giờ cũng sắp bắt đầu chương trình rồi nhưng chúng ta vẫn chưa thấy khách mời đâu. Vậy thì hãy chờ đợi thêm một lát nữa nhé. Chào. Ui, tôi thật là bất ngờ khi thấy bạn đến đây ấy, bởi vì bạn đến có bất ngờ. Ê, tại sao hôm nay bạn lại đến chương trình muộn thế này? Mình gặp một chút trục trặc ở bên ngoài. À, vì lý do đấy thì con gái tôi có thể thông cảm được. Tôi hiểu. Cảm ơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là bạn Ngọc Trinh, một bạn nữ rất là xinh xắn và có style ăn mặc thì cũng rất là cá tính. Vâng, bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho quý vị và khán giả được biết được không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Trinh, mình là sinh viên năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cảm ơn bạn Ngọc Trinh đã có mặt trong buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chủ đề thời trang đánh tan thời tiết. Và như quý vị có thể thấy, khách mời Ngọc Trinh của chúng ta ngày hôm nay trong một bộ cánh rất là ấn tượng, rất trẻ trung, xì tin. Nhưng tuy nhiên, quý vị có thấy không? Bộ cánh này có vẻ là nó chưa phù hợp lắm trong mùa đông này bởi vì nó hơi là mỏng. Và tôi cũng đang rất là e ngại cho vấn đề về sức khỏe của khách mời của chúng ta. Thì khách mời, bạn nói gì về bộ trang phục của mình ngày hôm nay? Mình thấy mặc như thế này là đẹp và cũng không lạnh lắm. Có thể bạn thấy bạn mặc thế thì thấy mình mặc thế này hơi mỏng nhưng mà với mình như thế này đủ ấm rồi. Vâng, thế thì bạn đánh giá thế nào về cái bộ trang phục này của tôi? Bởi vì là khi ra đường ngày hôm nay tôi thấy nhiệt độ ngoài trời nó cũng phải rơi khoảng tầm 16 đến 17 độ và rất là lạnh. Vì khi tôi đi đến trường quay thì tôi đã phải mặc một chiếc áo rất là dày như này, rồi khăn này, rồi giày này, rồi cả mũ để ngoài kia nữa cơ, thì mới có thể giữ ấm được cho cơ thể để có thể đến đây trò chuyện cùng bạn và quý vị khán giả. Thì bạn nhận xét gì về bộ trang phục của tôi? Mình thấy bộ trang phục bạn hơi kín quá, có khi là bạn gầy hơn mình nên là cần phải giữ nhiệt nhiều hơn. Có thể là khách mời chúng ta đang ngụy biện về cái vấn đề là ăn mặc đẹp để mà đi ra ngoài trong mùa đông như này, nhưng mà ăn mặc đẹp chưa giữ ấm cho cơ thể thì là một cái điều tôi nghĩ là chúng ta nên xem xét lại. Bạn có nghĩ thế không? Mỗi người có một phong cách và một sở thích khác nhau, với lại mỗi người có một cái gu thời trang khác nhau. Mình nghĩ là với con gái bọn mình thì mặc có thể mặc hơi thoải mái một chút. Tức là hơi thoải mái một chút nhưng mà tức là nó vừa giữ được cái phong cách thời trang của mình khi ra đường, tức là rất là tự tin với cả mọi người, người tự tin với bạn bè này. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn chịu lạnh một chút đúng không? Có lạnh không? Có một chút thôi. Một chút thôi. Mình nghĩ với các bạn nam như bạn thì cũng nên bớt đi một chút thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn đấy. Thế thì có lẽ là tôi sẽ xin giữ khuôn mặt cái này vì tôi rất là lo lắng mình có thể bị ốm trong mùa đông như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cái chủ đề về thời trang, làm thế nào để vừa mặc đẹp trong mùa đông nhưng vừa cũng phải giữ ấm, bảo đảm sức khỏe cho cơ thể của mình cũng là một trong những cái vấn đề mà chương trình của tôi muốn đề cập đến ngày hôm nay. Vậy thì bạn nghĩ sao về việc giải quyết giữa cái mối quan hệ là chúng ta ăn mặc đẹp này nhưng mà vẫn phải giữ ấm trong mùa đông? Bạn nghĩ sao? Liệu có giải pháp nào không? Mình nghĩ là mặc như thế nào vừa hợp thời trang với lại có thể bảo đảm sức khỏe cho mình thì là cách lựa chọn của mỗi người. Với lại bây giờ có rất nhiều loại quần áo có thể giữ nhiệt này, rồi túi sưởi ấm rất là nhiều loại có thể giúp bạn có thể diện những bộ cánh thoải mái một chút nhưng mà vẫn có thể đảm bảo sức khỏe. Vâng, thế thì tôi đang băn khoăn rằng cái con gấu bông này bạn đang giữ trên tay thì nó có phải là một cái phụ kiện để giữ ấm mùa đông hay không? Đúng rồi đấy. Trên một số trang mạng xã hội thì có rất nhiều những cái dòng comment hoặc là những cái status của rất là nhiều những chàng trai khen ngợi những cô gái khi ra đường, rằng là họ trông rất đáng yêu, rằng là họ trông tròn vo trong những cái bộ áo khoác mùa đông này, rồi những cái khăn quấn mùa đông. Thì như thế thì có vẻ là nó cũng rất là hợp thời trang đúng không?
Bạn có nghĩ thế không? Mình cũng nghĩ là mùa đông mà có rất nhiều lựa chọn, từ áo khoác đến áo len rồi găng tay, khăn mũ, với mình con gái thì rất nhiều đồ. Vâng, thưa quý vị, thời lượng của chúng ta cũng đã sắp hết rồi. Và khách mời Ngọc Trinh, bạn có lời khuyên nào dành cho khán giả truyền hình khi ra đường vào mùa đông vừa ăn mặc đẹp nhưng cũng phải vẫn giữ ấm cho cơ thể không? Mình chỉ khuyên các bạn là mặc thế nào, lựa chọn trang phục thế nào cho nó thật phù hợp, thật thoải mái với bản thân mình, và đừng quên những phụ kiện kèm theo như bông giữ nhiệt này, khăn, găng tay, mũ, tất, giày. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình tuần này đã hết. Và chúng tôi xin phép được gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Và bây giờ, còn quý vị và khán giả nào muốn đưa cô gái này về thì hãy tắt TV và đến ngay với chương trình chúng tôi nhé. Còn những ai hiện nay chưa mặc ấm thì hãy chờ tôi. Sau khi chương trình này tôi sẽ đến để đưa các bạn về. Xin chào.